Thưa quý khán giả, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Thực tế, cuộc sống hiện nay có nhiều người cao tuổi vẫn đang phải tự lao động để kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, một bộ phận may mắn đang được hưởng lương hưu hàng tháng là nhờ đã tham gia bảo hiểm xã hội. Về già, có lương hưu là mong ước của rất nhiều người, nhưng vẫn có không ít những người thiếu kiên trì để đạt được. Trong khi chỉ cần chút cố gắng, chút tiết kiệm, việc có lương hưu sẽ trong tầm tay của tất cả mọi người. Ông Dương Văn Nam, ngụ tại thị trấn Cò Dầu, huyện Cò Dầu, từng tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Sau đó, ông Nam nghỉ tham gia hội nông dân thị trấn Cò Dầu khi mới đóng được 15 năm. Chưa đủ điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội để có chế độ hưu trí tối thiểu 20 năm. Cuối năm 2022, ông Nam tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ sự kiên trì theo đuổi đóng đủ số năm quy định, giờ đây ông Nam chính thức được nhận lương hưu. Hiện ông Nam tiếp tục vận động người thân trong gia đình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mong muốn về già có lương hưu hàng tháng để tự trang trải chi phí sinh hoạt mà không phải dựa dẫm vào con cái. Cũng ghi nhận cái sự quan tâm, cái sự ưu ái của nhà nước đối với những người mà có quá trình công tác đó. Đó, thì tháng được 1.8 triệu. Thì giờ cái cuộc sống thì nó không nhiều, nhưng mà nó cũng coi như nó cũng không có lo cái gì hết á, bởi vì sau khi mình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mình có thẻ bảo hiểm y tế, rồi có lương hưu, nó có cũng chi sức hàng ngày ăn sáng này kia nọ cũng sinh hoạt cũng được. Thực tế cho thấy người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng rất nhiều chế độ quyền lợi. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được hưởng thêm các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định, được hưởng chế độ trợ cấp một lần và chế độ tử tuất, được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí khi nghỉ hưu với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số tiền đóng bảo hiểm xã hội chính là thành quả của quá trình lao động, là một khoản tích lũy dự phòng cho bản thân người lao động khi về già. Bởi lương hưu mới là chỗ dựa vững chắc khi không còn khả năng để lao động tạo thu nhập. Khi về già, mỗi người thường có ba nỗi lo lớn nhất, đó là con cái, sức khỏe và tài chính. Chính vì vậy, việc tham gia bảo hiểm xã hội khi còn trẻ sẽ được chia sẻ nỗi lo ấy khi về già. Hiểu được điều đó, nhiều người trên địa bàn tỉnh hiện nay đã tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với vợ chồng ông Hoàng Trang Điệp và bà Phạm Thị Lan đã lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tham gia được hơn 5 năm, với mong muốn về già nhận lương hưu và không phụ thuộc vào con cái sau này. Khi muốn mua là anh phải xác định ngay. Ví dụ như là 20 năm thì anh phải xác định là anh theo đủ 20 năm đó, để hưởng lương hưu. Chứ còn đóng theo kiểu là 535 rút ra hoặc là như nào đó thì thấy nó hơi kỳ. Một trường hợp khác cũng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là chị Nguyễn Thị Thủy, ngụ tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu. Năm 2021, chị Thủy nghỉ việc tại công ty và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên 13 năm. Ban đầu, chị Thủy dự tính sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần. Nhưng khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bến Cầu, được nghe cán bộ bảo hiểm xã hội huyện về những thiệt thòi khi hưởng rút bảo hiểm xã hội một lần và quyền lợi khi hưởng lương hưu, nên chị Thủy thay đổi ý định ban đầu, chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ thời gian hưởng lương hưu sau này. Em nghĩ rút một lần là mình sẽ xài hết, mình sẽ không giữ lại được. Còn mình nhà mình đóng thêm nữa, tham gia bảo hiểm tự nguyện là về già mình sẽ có một cái lương ổn định, như 2 triệu, 3 triệu cũng được, mình có trang trải trong cuộc sống của mình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cơ quan bảo hiểm xã hội luôn đảm bảo chi trả kịp thời cho trên 16.200 đối tượng thụ hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với số tiền gần 87 tỷ đồng. Trong thực tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, đơn vị tổ chức thực hiện chính sách đã nhận được chia sẻ của nhiều người cao tuổi về sự hài lòng với mức lương hưu đang hưởng và động viên con cháu mình tham gia bảo hiểm xã hội.
Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành, những trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện thời gian hưởng chế độ hưu trí. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Đây cũng chính là lý do nhiều lao động tại tỉnh Tây Ninh hiện nay lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Với trách nhiệm trước quyền lợi, lợi ích sức khỏe của nhân dân, trách nhiệm trước công tác an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội các cấp đang tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân hiểu rõ, từ đó có nhận thức sâu sắc về quyền lợi, lợi ích của bản thân và gia đình khi thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm quyền ký hợp đồng với các tổ chức chính trị xã hội, thì trong đó có Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, các ủy ban nhân dân các xã để tuyên truyền, mà chủ yếu là mình sẽ tuyên truyền trực tiếp cái người tiềm năng, đối tượng tiềm năng để tăng cái diện bao phủ bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện. Được sự đồng thuận của đảng ủy các cấp, của chính quyền, của các địa phương, nhất là các anh chị, các cô chú ở các tổ dân phố, ở các ấp để tuyên truyền vận động. Thì qua cái nội dung này thì quần chúng nhân dân cũng nắm rõ tất cả các quy định về cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để chung tay tham gia và chia sẻ các nội dung về cái chính sách an sinh xã hội này. Thời gian qua, mức lương hưu của người nghỉ hưu liên tục được nâng lên trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Từ năm 1995 đến nay, nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống cho người về hưu, và trong thời gian sắp tới sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh thêm. Điều này cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước rất quan tâm đến thu nhập của người hưởng lương hưu, nhất là với người hưởng lương hưu có mức lương thấp. Đáng lưu ý, mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Vì vậy, người hưởng lương hưu luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá. Có thể nói, việc tăng lương hưu với quan điểm để cải thiện đời sống của người về hưu, giảm bớt khó khăn, đặc biệt là những người có mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thấp, luôn được đảng, nhà nước quan tâm. Chính phủ đã nhiều lần điều chỉnh tăng lương hưu qua các giai đoạn, cho thấy đời sống của người nghỉ hưu từng bước được cải thiện. Vì vậy, người lao động hoàn toàn có thể yên tâm, tin tưởng, tham gia chính sách bảo hiểm xã hội của đảng và nhà nước. Việc tham gia bảo hiểm xã hội chính là lựa chọn tối ưu nhất để có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho người lao động khi về già. Dự thảo tờ trình luật bảo hiểm xã hội sửa đổi hướng tới giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm để nhiều người lao động được hưởng lương hưu hơn. Quy định này nhằm tạo cơ hội cho những người tham gia muộn, từ 45 đến 47 tuổi mới bắt đầu tham gia, hoặc những người tham gia không liên tục, dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng lương hưu hàng tháng. Như vậy, những trường hợp này trước đây không được hưởng lương hưu, nay sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Việc sửa đổi góp phần hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội của nghị quyết số 28 để ngày càng có thêm nhiều người hơn được hưởng lương hưu, đồng thời cũng khuyến khích người lao động bảo lưu tiếp tục tham gia đóng góp bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu hàng tháng thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Bảo hiểm xã hội. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân mến, chào tạm biệt.